Hoa anh đào, biểu tượng của mùa xuân tại Nhật Bản, nhưng năm ngoái chúng lại bất ngờ xuất hiện vào mùa thu. Ở bên kia Thái Bình Dương, trong những năm gần đây, mỗi năm mùa xuân lại đến sớm một chút với thủ đô nước Mỹ, cũng do tình trạng biến đổi khí hậu. Những cây hoa anh đào nở rộ vào cuối tháng 3 thay vì vào giữa tháng 4 như thường lệ. Theo các chuyên gia, thời tiết bất thường là nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện bất ngờ của hoa anh đào. Thông thường, lá cây anh đào thường tiết ra một loại chất cản trở sự phát triển của nụ hoa. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu đang khiến quá trình này bị đảo lộn. Hiện thời gian nở của cây anh đào thay đổi từ năm này sang năm khác, nhưng xu hướng dài hạn cho thấy hoa ngày càng nở sớm hơn. Tại các trạm đo ở thủ đô Washington DC, từ năm 1946 đến nay, nhiệt độ đã tăng tổng cộng khoảng 1,6 độ C. Mức nhiệt tăng như vậy đã phá vỡ tình trạng ngủ đông của những cây anh đào, khiến chúng nở sớm hơn. Còn nhớ năm ngoái, người Hà Nội ngỡ ngàng với mùi hoa sữa thơm nồng vào giữa tháng 5. Hay mới đây nhất, ngay trong tháng 2 này, người dân thủ đô Baghdad của Iraq bất ngờ được trải nghiệm cảm giác hòa mình trong tuyết trắng sau hơn một thế kỷ không hề có tuyết rơi nơi đây. Biến đổi khí hậu đang tạo ra những hiện tượng thời tiết bất thường và phá vỡ chu kỳ của tự nhiên. Con người đang buộc thiên nhiên phải thay đổi những quy luật của nó và ngược lại. Giờ đây, chính con người sẽ phải thay đổi để thích ứng với những biến đổi đó của tự nhiên. Sự nóng lên toàn cầu phá vỡ nền nông nghiệp tại hầu khắp các quốc gia với nhiệt độ cao bất thường, hạn hán, cháy rừng và mưa lũ diễn biến phức tạp. Hơn ai hết trong năm qua, nông dân Australia đã chứng kiến những tác động này một cách rõ nét nhất. Australia là một trong những quốc gia sản xuất nông nghiệp hàng đầu thế giới. Ngành này đóng góp 3% GDP của đất nước. Nhưng thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng và khô hạn kỷ lục ở Australia trong 3 năm qua đã gây ảnh hưởng đến sản lượng mùa vụ của nước này. Dự báo sản lượng vụ hè và đông tới sẽ giảm xuống mức thấp nhất từ trước tới nay. Chẳng hạn sản lượng bông hay lúa sẽ giảm 66%. Lúa mì là cây trồng tạo thu nhập chính cũng giảm khoảng 5%. Mặc dù vào đầu tháng 2 này có nhiều trận mưa lớn, song chúng dường như đến quá muộn để cứu giúp nông dân của xứ sở chuột túi. Tôi mong các con sông lại đầy nước như trước, nhưng không có dấu hiệu nào chứng tỏ điều đó. Tôi không biết khi nào đợt hạn hán này mới kết thúc. Cách đây mấy tháng, một người hàng xóm của chúng tôi đã qua đời vì bệnh trầm cảm. Ông ấy đã phải bán hết gia súc vì không còn gì cho chúng ăn. Vợ ông ấy vẫn phải vật lộn để không bán nốt trang trại. Tôi nghĩ đó là trường hợp điển hình của những người nông dân như chúng tôi hiện nay. New South Wales là bang bị thiệt hại nặng nề nhất do đợt cháy rừng vừa qua với 1,2 triệu hecta rừng bị thiêu rụi. Đây vốn là trung tâm sản xuất nông nghiệp của Australia, mỗi năm đóng góp khoảng 11 tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế của bang, cũng như tạo công ăn việc làm cho hơn 77.000 người. Nhưng giờ đây không khó để bắt gặp cảnh tượng này. Nhiều gia đình đang phải đối mặt với nguy cơ phải rời bỏ nhà cửa ở vùng đất đã sinh sống qua nhiều thế hệ. Gia đình ông bà Margot Wollaston là một trong số đó. Những cánh đồng cỏ mênh mông đã biến mất, chỉ còn đất đai trơ trọi. Không có cỏ thì gia súc cũng chết. Chúng tôi thà là bán hoặc giết chúng đi, còn hơn là thấy chúng bị chết đói. Thật sự rất đau lòng. Trang trại của gia đình tôi đã tồn tại 70 năm qua. Bây giờ tôi không biết có thể giữ được nó trong bao lâu nữa. Ngày 17 tháng 12 năm 2019 là ngày nóng nhất trong lịch sử với mức nhiệt trung bình 40,9 độ C trên toàn lãnh thổ Australia. Hạn hán và cháy rừng khiến nền kinh tế trang trại của nước này giảm 35%, tương đương với 1 tỷ đô la Australia mỗi năm. Những trận mưa lớn vừa qua có thể dập tắt thảm họa cháy rừng hay làm dịu đi cơn khát nước ở Australia, song sức nóng của chúng thì vẫn còn âm ỉ chưa biết tới bao giờ ở các vùng đất nông nghiệp của nước này. Ngành nông nghiệp đang phải đối mặt với các loài sâu bệnh hoặc bệnh thực vật mới khi chúng di chuyển sang các khu vực thích ứng mới do biến đổi khí hậu. Trong khi đó, các loài côn trùng có ích cho mùa màng như loài ong mật thì lại đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Từ năm 2007 đến năm 2016, số lượng ong trên toàn thế giới đã sụt giảm tới 89% do các tác nhân như ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, trong khi có tới 75% trong số 115 cây lương thực hàng đầu thế giới phụ thuộc vào sự thụ phấn của côn trùng. Nếu nông dân không nhanh chóng thích nghi được với những biến động về cây trồng và thời vụ, thì đương nhiên họ sẽ phải gánh chịu tổn thất.
Tại Nhật Bản, ngành nông nghiệp đang có những điều chỉnh để thích ứng với sự thay đổi mà biến đổi khí hậu gây ra, mà một trong số đó là phát triển giống cây trồng mới. Với những nông dân sống tại tỉnh Kochi nằm trên đảo Shikoku, Nhật Bản, chất lượng lúa gạo giảm sút là minh chứng rõ ràng nhất cho sự thay đổi thất thường của thời tiết và khí hậu. Khoảng 4-5 năm trở lại đây, hạt gạo không được trắng và dẻo như trước đây nữa. Trời đột nhiên nóng, sau đó nhiệt độ bất ngờ lại hạ thấp, cứ liên tục như thế. Trước đây, thời gian giữa hai mùa nóng lạnh rất là rõ ràng. Nhiệt độ các mùa thay đổi phụ thuộc thời tiết, nhưng vài năm gần đây, nền nhiệt trung bình của khu vực này đã tăng từ 1 tới 2 độ. Chúng tôi đang phải đối mặt với một mùa hè có nhiệt độ cao hơn, vì thế chất lượng gạo cũng đã giảm đi rõ rệt. Để đối phó với biến đổi khí hậu, ngành nông nghiệp tỉnh Kochi đã ứng dụng công nghiệp để phát triển các giống lúa mới cho năng suất chất lượng cao như trước đây, nhưng vẫn có khả năng chống chịu được nhiệt độ cao và tình trạng khô hạn. Không chỉ trên các ruộng lúa, phát triển giống mới thích ứng với biến đổi khí hậu cũng là điều mà các trang trại trồng lê, một trong những cây trồng chủ lực của vùng, đang thực hiện nhằm thích ứng với các điều kiện thời tiết bất lợi. Thời gian thử nghiệm để cho ra giống mới của chúng tôi khá dài. Nhiệt độ tăng cao do biến đổi khí hậu là vấn đề mà ngành nông nghiệp phải đối mặt, và chúng tôi buộc phải tìm ra cách để vượt qua vấn đề này. Nền nông nghiệp Nhật Bản vốn được xếp hàng đầu thế giới về chất lượng và sản lượng. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu đặt ra những vấn đề cấp bách với ngành nông nghiệp như hiện nay, thì bên cạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ, nghiên cứu phát triển giống cây trồng mới cũng được xem là một trong những ưu tiên hàng đầu nhằm giúp nông nghiệp Nhật Bản duy trì được vị thế hiện nay. Do đó, cơ cấu lại cây trồng và thời vụ cũng được coi là một giải pháp chiến lược giúp ngành nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu.